quý vị và các bạn, trong đêm qua và sáng sớm nay 28 tháng 5 ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng khu vực ở Tây Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27 đến 7 giờ ngày 28 tháng 5 như ở Tuần Giáo Điện Biên là 39mm, Mường La Sơn La là 62mm, Sapa Lào Cai là 50mm, Hoàng Su Phì Hà Giang là 22mm. Dự báo trong ngày và đêm nay 28 tháng 5, phía Tây Bắc Bộ vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50mm trong 24 giờ, có nơi trên 80mm trong 24 giờ. Dự báo trong 3 ngày tới, thời tiết có mưa tại các tỉnh vùng núi ở phía Bắc vẫn còn có khả năng cao xuất hiện trở lại, nhất là thời điểm đêm muộn và sáng sớm. Bà con cần chú ý đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày mai, chế độ nhiệt ẩm chưa có nhiều thay đổi, tuy nhiên đến ngày 30 và ngày 31 thì nắng nóng xuất hiện cục bộ, với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là 35 độ. Lưu xuống với các tỉnh Trung Bộ, trong 3 ngày tới, thời tiết sẽ có xu hướng giảm mưa nhanh xuống diện ở vài nơi. Nhiệt độ lại có xu hướng tăng tuyến tính theo ngày, sang đến ngày 30, ngày 31 tháng 5, khi mà vùng thấp có xu hướng mở rộng hơn, sẽ là hình thế tác động nhiều tới thời tiết các tỉnh dọc ven biển ở miền Trung. Nắng nóng vì thế cũng sẽ gia tăng diện rộng ở tại Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều sẽ phổ biến trong khoảng từ 34 đến 37 độ, có nơi đạt mức là 38 độ. Những ngày qua, Tây Nguyên và Nam Bộ liên tục có mưa rào chiều tối, đêm và sáng sớm. Tuy mưa chưa xuất hiện trên diện rộng nhưng vẫn có khả năng điểm mưa vừa đến mưa to và dông. Dự báo trong 3 ngày tới, mưa dông vẫn còn xuất hiện rải rác vào chiều tối và đêm. Ban ngày vẫn có những khoảng nắng gián đoạn xen kẽ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến là từ 30 đến 34 độ ở tại vùng cao nguyên và từ 32 đến 35 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Phía Tây Bắc Bộ, ngày 29 có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung từ chiều tối đến sáng sớm, ngày nắng. Nhiệt độ từ 31 đến 34 độ. Ngày 30 và ngày 31 đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Mưa tập trung từ chiều tối đến sáng sớm, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt tăng lên mức từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trưa chiều 3 ngày tới, lần lượt là từ 30 đến 33 độ, 31 đến 34 độ và từ 32 đến 35 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ 3 ngày tới lần lượt là từ 32 đến 37 độ, 33 đến 36 độ và từ 34 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng. Trong đó thì phía Bắc có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ 2 ngày tới sẽ là từ 34 đến 37 độ, đến ngày 31 thì tăng lên mức là từ 35 đến 38 độ. Ở Tây Nguyên trong 3 ngày tới, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. Nhiệt độ từ 30 đến 33 độ trong ngày mai, sau tăng lên mức từ 31 đến 34 độ trong 2 ngày sau đó. Khu vực Nam Bộ từ ngày 29 đến ngày 31, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Nhiệt độ từ 32 đến 35 độ. Quay trở ra với thủ đô Hà Nội, trong 3 ngày tới, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ trưa chiều 3 ngày tới, lần lượt là từ 31 đến 33 độ, 32 đến 34 độ và từ 33 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết ở trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa, tiếp tục có mưa rào và dông trong ngày 29, khiến cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Từ ngày 30 tháng 5 thì mưa giảm xuống diện vài nơi, hướng gió thịnh hành là hướng gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa, ngày 29 và ngày 30 tháng 5, khả năng có mưa dông rải rác, thịnh hành gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Trong những ngày tới, các hoạt động hàng hải và ngư dân đánh bắt cá vẫn cần chú ý nguy cơ kèm theo tố lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dải áp thấp bị nén nên mưa rào và dông đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ trong mấy ngày gần đây, với thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng. Trong đó, khu vực vùng núi nhiều điểm có mưa dông mạnh với lượng lớn.
Dự báo ngày hôm nay ở Bắc Bộ, mưa rào và dông xuất hiện mang tính chất địa phương và trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 33 độ, một số nơi trên 34 độ. Đến chiều tối đêm nay và sáng sớm ngày mai, trời chuyển nhiều mây hơn. Những cơn mưa dông có khả năng sẽ lặp lại nhưng không lan rộng như những ngày vừa qua và tập trung nhiều hơn tại khu vực vùng núi. Cục bộ vẫn có những điểm xảy ra mưa dông với cường độ mạnh. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Trong khi thời tiết ở các tỉnh Bắc Bộ luôn trong trạng thái bất ổn định thì ở miền Trung chỉ có khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là chịu ảnh hưởng của dải mây dông từ phía Bắc nên có mưa rào và dông rải rác và thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 33 đến 35 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Ninh Thuận và Bình Thuận, trong ngày trời nắng nhiều, nắng nóng còn xảy ra, song nhiệt độ nhìn chung có xu hướng giảm so với những ngày vừa qua. Phổ biến dao động xung quanh ngưỡng là 34 đến 36 độ, vùng núi phía Tây khu vực có nơi cao hơn. Ngoại trừ Bình Thuận, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, các nơi khác phổ biến có mưa dông vài nơi. Vào đến Tây Nguyên và Nam Bộ, đới gió Tây Nam trên khu vực có cường độ không mạnh nên những cơn mưa rào và dông chỉ xảy ra rải rác vào cuối ngày. Và trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 34 độ tại Tây Nguyên và 32 cho đến 35 độ ở khu vực Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây nên nhiệt độ không tăng cao. Mức nhiệt cao nhất ngày chủ yếu đạt từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, tiết trời còn đôi chút oi bức vào thời điểm trưa chiều. Đến chiều tối và đêm nay thì trời chuyển nhiều mây hơn, có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ có sấm sét và gió giật mạnh, nên quý vị lưu ý chủ động tìm nơi tránh trú khi thấy dấu hiệu có mưa dông mạnh. Thành phố biển Hải Phòng với lợi thế gần sát với biển nên ngày hôm nay trời có nắng xen giữa những khoảng nhiều mây, cường độ nắng không mạnh và nhiệt độ cao nhất ngày dao động ở mức là 30 đến 32 độ, tiết trời có phần dễ chịu hơn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông cũng có khả năng xuất hiện nhưng không kéo dài. Tuy vậy trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh nên phần nào cũng làm gián đoạn các hoạt động giao thương trên địa bàn thành phố cảng. Tại thành phố biển Đà Nẵng, ngày hôm nay trời có nắng từ khá sớm và kéo dài đến chiều muộn. Tuy nhiên, cường độ nắng thì có phần giảm nhẹ so với những ngày vừa qua, nên nhiệt độ có xu hướng giảm. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở khoảng 34 đến 35 độ. Đến tối nay, nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng 29 độ, cùng với gió biển thổi nhẹ và mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua ở một vài nơi. Nên nhìn chung, thời tiết ủng hộ cho các hoạt động du lịch trong những ngày đầu hè ở thành phố biển xinh đẹp này. Do nằm ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, nên thành phố cao nguyên Đà Lạt luôn có điều kiện khí hậu rất đặc biệt. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm cảnh đẹp cùng tiết trời se lạnh, thậm chí là rét nhẹ vào đêm và sáng khi nhiệt độ ở mức 17 đến 19 độ. Ban ngày trời có nắng và nhiệt độ tăng khá nhanh, lên mức 26 cho tới 27 độ vào giữa trưa, sau giảm xuống dưới 22 độ vào tối. Những cơn mưa dông đầu mùa đã xuất hiện ở các tỉnh Nam Bộ nói chung và tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Dự báo trong chiều tối hôm nay, mưa dông vẫn có khả năng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng phân bố không đều. Mặc dù vậy thì quý vị vẫn nên đề phòng nguy cơ xảy ra dông sét gây nguy hiểm, nhất là khi lưu thông trên những đoạn đường có nhiều cây cổ thụ. Trong ngày trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao nhất trưa chiều có thể lên đến ngưỡng 35 độ, nên ngoài việc mang theo các vật dụng che mưa thì quý vị cũng đừng quên trang bị các tiện ích chống nắng và hạn chế ra ngoài trời vào khoảng thời gian từ 12 đến 15 giờ chiều. Cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, tại thành phố Cần Thơ ngày hôm nay, trưa chiều trời có nắng với nhiệt độ tăng lên ngưỡng 34 độ. Đến chiều và tối nay, mây đối lưu phát triển nhiều hơn và có khả năng gây mưa dông trên địa bàn thành phố. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm.